Hướng tới dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 1981-2021, sáng nay ngày 22 tháng 4 tại Hà Nội, kênh truyền hình An Viên và mạng xã hội Phật giáo Buddha đã phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Ngoạ Vân Hồ Thiên công bố trao giải và khai mạc triển lãm các tác phẩm đạt giải thưởng trong cuộc thi ảnh Phật giáo trong đời sống. Cuộc thi đã thu hút 670 tác giả từ 58 tỉnh thành trên toàn quốc với 3.575 tác phẩm dự thi, bao gồm 4 chủ đề: kiến trúc Phật giáo, nghi lễ thờ tự, thiền phái trúc lâm và các hoạt động Phật giáo trong đời sống. Các tác phẩm đều được giới chuyên môn đánh giá cao về bố cục và nội dung. Quan trọng hơn là đã thể hiện được tinh thần nhân văn của giáo lý nhà Phật. Tôi muốn nhấn mạnh cái nội dung của cuộc thi là ảnh đã đưa đến cái nội dung phù hợp, đạt yêu cầu của ban tổ chức đề ra. Đó là Phật giáo gắn liền với đời sống. Thì những bức ảnh được trưng bày ở đây á, nó mang đến cho chúng ta thấy được cái hình ảnh của Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung gắn với đời sống xã hội, gắn với con người và gắn với cái vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam, mang lại cho chúng ta một cái cảm nhận là Phật giáo đã đem lại cho đời sống chúng ta những cái giá trị về tinh thần chân thiện mỹ. Ban tổ chức đã trao tặng 17 giải thưởng cho các tác giả ở cả đề tài chung và đề tài về ngoạ vân. Tiêu biểu là tác phẩm đạt giải nhất chủ đề chung, Rước Phật bằng voi mừng đản sinh của tác giả Dương Hoài An, tỉnh Đắk Lắk. Tác phẩm đã ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ và thiêng liêng nhân lễ Phật đàn, ngày lễ quan trọng nhất đối với người con Phật, qua đó thể hiện lòng tôn kính Đức Phật cũng như lan tỏa thông điệp tốt đẹp trong cộng đồng. Thứ nhất là nó là một cái niềm tự hào của người cầm máy được cái giải rất là cao của Hội Phật giáo. Thứ hai nữa là muốn lột tả cái cuộc sống đời thường của đồng bào các dân tộc của huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk nói riêng và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói chung đối với Phật giáo. Chương trình triển lãm các tác phẩm cuộc thi ảnh Phật giáo trong đời sống sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 2 tháng 5 năm 2021 tại Trung tâm Triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Các tác phẩm dự thi sẽ được sử dụng cho các mục đích tôn giáo phi lợi nhuận.